Có 9 động tác nhé, 72 bước nha các chị. Động tác thứ nhất chân trái trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ tư. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ năm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ sáu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ bảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hết. Bây giờ em quay lưng lại nha các chị. Rồi động tác thứ nhất chân trái trước ạ. Động tác thứ nhất chân trái trước ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hết. Vậy là hết rồi đấy các chị. Các chị đăng ký kênh ủng hộ giúp em với nhé. Bấm đăng ký kênh nhé và chia sẻ giúp em với nhé. Em cảm ơn các chị.